Sáng ngày 18 tháng 12, Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp dự kiến giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2024, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì hội nghị, cùng sự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, tham dự có lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan các phường thuộc quận. Năm 2024, dự toán thu ngân sách thành phố sao cho quận là 535 tỷ đồng, quận dự kiến phấn đấu thu 715 tỷ đồng, trong đó thuế ngoại quốc doanh là 125 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 12 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 38 tỷ đồng, phí lệ phí là 8 tỷ đồng, tiền thuê đất 32 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 437 tỷ đồng, lệ phí trước bạn 55 tỷ đồng, thu quốc doanh 3 tỷ đồng, thu khác 3 tỷ 790 triệu đồng, hoa lợi công sản 1,1 tỷ đồng. Căn cứ vào kết quả thu năm 2023, dự toán năm 2024, cơ cấu nguồn thu quản lý và đặc thù mỗi ngành địa phương khối phường dự kiến được giao thu 41 tỷ 700 triệu đồng, chi cục thuế là 666 tỷ 400 triệu đồng, các phòng ban thuộc quận là 6,9 tỷ đồng tham gia ý kiến tại hội nghị, các phường cơ bản nhất trí với phương án phân bổ ngân sách năm 2024 quận giao dự kiến. Tuy nhiên, nhiều phường đề nghị xem xét lại việc giao chỉ tiêu các khoản thu, sắc thuế phù hợp với tình hình cụ thể, đảm bảo khả năng thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, nhất trí với một số kiến nghị về điều chỉnh lệ phí trước bạ, thu hoa lợi công sản của một số phường đồng chí phó bí thư quận ủy chủ tịch ủy ban dân quận cũng nhấn mạnh nguồn thu thực có trên địa bàn vẫn còn khả năng khai thác các ngành đơn vị cấp phường cần nỗ lực thật cao với những giải pháp quyết liệt tập trung cao truy thu nợ động quản lý chặt chẽ nguồn thu quyết tâm thực hiện dự toán thu ngân sách được giao